Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục tin tức mỗi ngày trên kênh Tin Mới Nhất. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chương trình. Còn ngay sau đây mời quý vị cùng đến với bản tin chi tiết. Những tin tức về đợt lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần qua những cơn mưa lớn đã không ngừng trút xuống nhiều tỉnh phía đông của Trung Quốc, gây ra lũ lụt nghiêm trọng. Được mệnh danh là cơn lũ nghìn năm có một của Trung Quốc, đợt thiên tai này đã khiến hàng chục người dân nước này thiệt mạng và con số đó có thể tiếp tục tăng lên trong những ngày tới. Các thành phố chìm trong nước lũ, trong nhiều bến tàu điện ngầm nước lũ ngập cao hơn đầu người. Bên ngoài dòng nước chảy xiết cuốn trôi mọi thứ trên đường đi, tình hình đã thê thảm tới nỗi chủ tịch Tập Cận Bình đã phải lên tiếng quả thực đối với một đất nước mới chỉ đứng dậy sau cơn đại dịch. Trận thiên tai này tiếp tục là một thảm họa gieo rắc nỗi khổ đau cho hàng triệu người Trung Quốc. Mưa lũ tồi tệ tại Trung Quốc, cá mập vượt ngục tràn ra đường phố. Trong những ngày gần đây, thành phố Trịnh Châu thuộc tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã phải hứng chịu tình trạng mưa lũ nghiêm trọng và thời tiết khắc nghiệt chưa từng có. Vì vậy mà sự quan tâm của dư luận lúc này hầu hết đều đang tập trung vào tình hình tại đây. Tuy nhiên, cũng lợi dụng tình hình đặc biệt này mà có không ít tin giả, tin đồn thất thiệt đã tung ra nhằm mục đích câu view, câu like gây hoang mang dư luận. Vừa qua, một video đã được lan truyền trên các trang mạng xã hội từ Trung với sự tiêu đề "Cá sấu ở thủy cung thành phố Trịnh Châu đã thoát ra ngoài". Có một số hình ảnh còn được cắt ra từ clip còn ghi lại cảnh cá sấu cắn một thi thể nữ chưa rõ danh tính. Tuy nhiên, qua xác minh video và những hình ảnh nói trên, thực chất ghi lại sự việc xảy ra ở Mexico. Theo đó, một phụ nữ tại đây đã bị cá sấu tấn công khi đang giặt quần áo bên sông và đã không may qua đời. Không khó để nhận ra rằng ngôn ngữ xuất hiện trong video nói trên hoàn toàn không phải là tiếng Trung. Và ngay sau khi sự việc xảy ra tại Mexico, video này đã được lan truyền trên các trang mạng xã hội từ nước ngoài tới thời điểm đó. Cùng vào tối ngày thứ hai, một đoạn video khác đã chỉ dài vỏn vẹn 4 giây đã được lan truyền với nội dung khẳng định thủy cung Huỳnh Dương đã bị tàn phá nghiêm trọng. Những con cá mập ở đây đã thoát ra ngoài và đang vùng vẫy trong dòng nước lũ ở trên phố. Tuy nhiên, qua xác minh, đây thực chất là cũng là một đoạn video được đăng tải trên các trang mạng xã hội nước ngoài từ trước đó. Video gốc có tiếng Nga và có thời lượng 6 giây. Sau khi tra cứu số điện thoại xuất hiện trong video, thì không khó để nhận ra sự việc này thực chất xảy ra ở Nga. Các thành phần thông tin giả đã sử dụng video nói trên nhằm mục đích gây hoang mang dư luận Trung Quốc. Hạ lưu sông Hoàng Hà có một đoạn sông và lòng sông thậm chí còn cao hơn so với mực cao mực biển của Trịnh Châu. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn không cần gây ảnh hưởng tới việc thoát nước của thành phố này. Trịnh Châu tuy ở ven sông Hoàng Hà nhưng lại được xếp vào vùng nằm ở lưu vực sông Hoài. Do địa thế đặc biệt, những con sông chảy qua đây cùng đều sẽ chảy qua sông Hoài chứ không chảy ra sông Hoàng Hà. Do đó, tin đồn sông Hoàng Hà gây ảnh hưởng tới công tác khắc phục tình trạng ngập lụt ở đây là sai sự thật. Người mắc kẹt trong tàu điện ngập nước tại Trung Quốc, tôi ăn nói lời cuối. Không khí cạn kiệt nhanh chóng, chúng tôi nảy ra ý tưởng dùng bình chữa cháy phá cửa sổ trên cao để không khí. Nhân chứng bị kẹt trong tàu điện giữa cơn lũ ở Trịnh Châu kể lại, trận mưa xối xả hiếm thấy ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, bắt đầu từ ngày thứ Bảy đã bước đi sinh mạng của ít nhất 25 người. 12 người trong số này thiệt mạng do mắc kẹt tại các toa tàu điện ngầm ngập nước, theo South China Morning Post. Theo chính quyền thủ phủ Trịnh Châu của tỉnh Hà Nam, hơn 500 hành khách đã được giải cứu sau khi tất cả dịch vụ đường sắt của thành phố bị tê liệt vào khoảng 18 giờ ngày thứ Hai theo giờ địa phương. Song tình trạng vẫn hỗn loạn vẫn tiếp diễn khi vào nước tràn vào các toa tàu điện ngầm. Khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là tuyến số của 5 của hệ thống tàu điện ngầm thành phố. Nhiều hành khách được cho là đã bị mắc kẹt trong các khoang tàu ngập nước suốt nhiều giờ liền. Khoảng 19:30, một phụ nữ được xác định là Xiao Bei, người được truyền thông Trung Quốc đưa ra tin người dẫn chương trình CCTV, đã gửi lời kêu cứu qua mạng xã hội. Các đơn vị cứu hộ khẩn cấp và lính cứu hỏa hãy đến cứu chúng tôi. Mực nước bên ngoài cửa sổ tàu điện ngầm được cho là quá đầu người. Vào khoảng 19:46, Xiao Bei đăng tải bài viết cho biết nước đã ngập đến cổ cô và các hành khách cũng chuyến tàu được giải cứu vào khoảng 20:50. Theo South China Morning Post, nhiều người xung quanh tôi đã khóc. Một hành khách mắc kẹt trên chuyến tàu thuộc tuyến số 5 hôm thứ Hai kể lại với tờ Bình Điền Wiki. Chúng tôi thống nhất sẽ hạn chế nói về những thứ tiêu cực. Phần lớn đều giữ im lặng và kết nối với thế giới bên ngoài để tìm kiếm sự giúp đỡ. Khoảng 21 giờ, mực nước bên ngoài toa tàu quá cao đầu và không khí cạn kiệt nhanh chóng, người phụ nữ kể lại. Chúng tôi nảy ra ý tưởng dùng bình chữa cháy phá cửa sổ trên cao trong toa đầu tiên để thông khí. Việc thông gió được cải thiện ngay sau đó cũng đúng lúc lực lượng cứu hộ đến nơi. Trận mưa được cơ quan thời tiết thành phố Trịnh Châu mô tả là hàng nghìn năm có một đã làm ngưng hệ thống giao thông công cộng của thành phố, khiến nhiều ô tô bị lật và nhấn chìm nhiều căn hộ dưới các tầng hầm. Đợt mưa lũ này khiến 7 người mất tích và buộc hơn 200.000 người ở Trịnh Châu phải di rời. Theo South China Morning Post, Trung Quốc nguy cơ lũ chồng lũ. Tỉnh Hà Nam phát cảnh báo đỏ về 4 thành phố lớn, dự báo lượng mưa cộng dồn 100mm khi tỉnh này đang hứng chịu đợt lũ nghiêm trọng. Cơ quan khí tượng tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc hôm nay phát cảnh báo đỏ đối với 4 thành phố An Dương, Thạch Bích, Tân Hương, Tiêu Tác khi mưa lũ mở rộng sang khu vực phía Bắc của tỉnh. Thành phố Tân Hương ghi nhận lượng mưa 812mm từ ngày thứ Hai đến ngày thứ Tư, phá vỡ các kỷ lục khí tượng địa phương. 7 hồ chứa cỡ vừa trong thành phố bị tràn, ảnh hưởng đến nhiều ngôi làng và thị trấn lân cận. Tính đến cuối ngày thứ Ba, hơn 470.000 người và hơn 55.000 hecta hoa màu đã bị ảnh hưởng bởi mưa lũ ở Tân Hương.
chính quyền địa phương đã triển khai một đội tìm kiếm và cứu hộ gồm hơn 76.000 người. An Dương cũng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lũ lụt và cảnh sát bán quân sự của thành phố đã được triển khai để giải quyết thiệt hại. An Dương, Tân Hương, Khai Phong và Chu Khẩu tổng số dân hơn 20 triệu người, chiếm 1/5 dân số tỉnh Hà Nam. Hiện 33 người thiệt mạng và 8 người mất tích do lũ lụt tại Hà Nam. Chính quyền thành phố Trịnh Châu đang nỗ lực duy trì nguồn điện và nước của thành phố khi tỉnh chuẩn bị đối mặt với đợt mưa lớn khác. Hơn 3.000 quân nhân đang làm việc tại 10 khu vực nguy hiểm khác nhau xung quanh thành phố. Thiệt hại kinh tế ước tính hiện khoảng 1,22 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 189 triệu đô la Mỹ. Ảnh hưởng lũ lụt cũng mở rộng khi 3 triệu người tại 877 quận, huyện của tỉnh Hà Nam phải di rời. Trước đó một ngày, cơ quan kiểm soát lũ lụt tỉnh cho biết 1,24 triệu người ở 560 quận, huyện phải di rời kể từ tối ngày Chủ nhật. Các cơ quan khí tượng từ cấp tỉnh đến cấp huyện ở Hà Nam đã phải gửi 120 triệu tin nhắn, văn bản tới người dùng điện thoại di động để cảnh báo mưa lũ. Các cảnh báo thường được phát trước 2 ngày để người dân chủ động ứng phó. Trung Quốc bất ngờ cảm ơn lãnh đạo Đài Loan. Trung Quốc đã gửi lời cảm ơn gián tiếp đến lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn. Sau khi bà bày tỏ chia sẻ hiện tại lũ lụt tại tỉnh Hà Nam của Trung Quốc, lãnh đạo Đài Loan và Thái Anh Văn thông qua người phát ngôn đã bày tỏ lo lắng và gửi lời chia sẻ đến gia đình các nạn nhân thiệt hại do lũ lụt tại Trung Quốc. Theo Reuters, bà Thái hy vọng cuộc sống tại vùng bị ảnh hưởng sẽ sớm quay trở lại bình thường. Trong một thông báo ngắn, Văn phòng Sự vụ Đài Loan của Trung Quốc cảm ơn các bên liên quan tại Đài Loan và người dân đã thể hiện sự lo lắng và chia sẻ tới khu vực gặp thiên tai thông qua nhiều hình thức. Cơ quan này cũng cảm ơn công ty Đài Loan vì đã gửi tiền vật chất cứu trợ người dân bị thiệt hại, gây được coi là động thái hữu nghị hiếm hoi giữa Bắc Kinh và Đài Bắc trong những năm gần đây, từ khi bà Thái nắm giữ vị trí lãnh đạo Đài Loan vào năm 2016. Trung Quốc đã bắt cắt đứt cơ chế đối thoại chính thức giữa hai bên. Mối quan hệ xuyên eo biển Đài Loan leo thang căng thẳng gần đây khi Trung Quốc tăng cường hoạt động quân sự và để bày tỏ ý định tái thống nhất. Theo Tân Hoa Xã, đợt mưa lũ lớn nhất chiều ngày qua tại tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc đã làm 33 người thiệt mạng và 8 người mất tích. Khoảng 8 triệu người bị ảnh hưởng, tổng cộng 376.000 người phải đi sơ tán, hơn 215.000 hecta hoa màu bị hư hại và mức tổn thất kinh tế trực tiếp là khoảng 1,22 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 4.335 tỷ đồng. Dòng nước lũ đổ xuống tỉnh Hà Nam khiến Trung Quốc phát triển khai quân đội để ngăn chặn vỡ đập. Trong tuần này đã có 2 đập ở Trung Quốc bị lũ lụt phá hủy. Mưa lớn ở người nước dâng cao đã làm ngập đầu hết tỉnh Hà Nam hôm thứ Hai. Các trạm tàu điện ở thành phố Trịnh Châu ngập trong nước và nhiều phương tiện giao thông bị cuốn trôi. Tuy nhiên đêm ngày thứ Hai, thành phố Lạng Dương với 7 triệu cư dân đối mặt với một mối đe dọa khác. Vỡ đập Yehetai và con đập này ngăn nước từ sông Hoàng Hà. Quân đội Trung Quốc thông báo đập đã có một vết nứt dài 20 mét và toàn bộ cấu trúc đập có thể vỡ bất cứ lúc nào. Trong một bài đăng trên Weibo, quân đội Trung Quốc cho biết đã triển khai binh sĩ sẵn sàng cho nổ đập để chuyển hướng dòng nước lũ. Theo Shanghai Daily, có khoảng 20.000 binh sĩ và cảnh sát vũ trang đã đến đập Yehetai và một con đập khác để ngăn dòng nước lũ. Lũ lụt vốn phổ biến trong mùa lũ ở Trung Quốc, tuy nhiên tốc độ phát triển quá nhanh tại quốc gia này trong vài chục năm nay đã dẫn đến việc thêm nhiều con đập nước xây dựng và kết quả là các con đập từng giúp xả lũ sẽ bị chuyển hướng. Khi hai con đập ở Nội Mông vỡ hồi cuối tuần này, 20.000 hecta đất và hàng chục cây cầu cống bị phá hủy. Theo Hoàn Cầu, thời báo khoảng 16.000 cư dân địa phương bị ảnh hưởng, nhiều người phải sơ tán. Nhân dân Nhật Báo đưa tin có ít nhất 12 người thiệt mạng và khoảng 100.000 người phải sơ tán ở thành phố Trịnh Châu. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.